Lâm Khánh Chi khẳng định Mỹ Tâm sắp lấy chồng, muốn thay Long Nhật làm bà tám showbiz thì phải. Lâm Khánh Chi tiết lộ Mỹ Tâm chuẩn bị lên xe hoa, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Lần nào Lâm Khánh Chi xuất hiện hay phát ngôn một lời nào là y như rằng chúng ta lại có nhiều điều để bàn tán. Tính tình thẳng thắn và chẳng ngại ồn ào, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi luôn thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó, công chúa còn không ngần ngại chê bai, đã xéo các ca sĩ diễn viên trong showbiz liên quan đến một số vụ việc nổi lên trong những ngày vừa qua. Cách đây một ngày, Lâm Khánh Chi còn tự quay clip dạy cách quyến rũ chồng, thậm chí còn mắng chửi anti-fan khi bị chê mặt biến dạng vì phẫu thuật. Phải điệu, con gái phải điệu, con gái mà thô kệch như đàn ông không ai lấy đâu. Vừa nói Lâm Khánh Chi vừa minh họa cho chúng ta luôn cách để được đàn ông yêu thương, cưng nựng đấy, cô chia sẻ. Mới đây, hình ảnh đoạn tin nhắn giữa Lâm Khánh Chi và người hâm mộ chia sẻ khá nhiều, khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Theo đó, người đẹp chuyển giới tiết lộ Mỹ Tâm sắp theo chồng bỏ cuộc chơi và hùng hồn khẳng định đây là thông tin chính xác cô nghe được từ bạn thân của giọng ca Ước Gì. Lâm Khánh Chi đăng tải dòng trạng thái thông báo Mỹ Tâm sắp lấy chồng. Sau nhiều phát ngôn gây sốc, cư dân mạng đã quá ngán ngẩm với những chiêu trò của Lâm Khánh Chi và không còn tin vào lời cô nói. Chính vì vậy, hay vì tỏ ra tò mò hay ngỡ ngàng vì tin tức thần tượng sắp kết hôn, đa số lại mỉa mai chuyện người đẹp viết sai chính tả. Mới đăng tải dòng trạng thái như vậy, nhưng sau đó Lâm Khánh Chi đã lập tức xóa bài viết của mình. Với lời chia sẻ của Lâm Khánh Chi tiết lộ Mỹ Tâm sắp lấy chồng, nhưng fan chỉ quan tâm đến lỗi sai chính tả của người đẹp. Đây không phải lần đầu tiên công chúa khiến fan không thể nhịn cười vì lỗi chính tả ngu ngê. Trước đó, kỹ năng sử dụng tiếng Việt thiếu thành thạo của Lâm Khánh Chi từng nhiều lần trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi. Nhiều trạng thái trên trang cá nhân mà Lâm Khánh Chi hay viết sai chính tả khiến dân mạng cười không ngớt. Bị Việt Hương chửi, Trấn Thành trút giận lên chi dân, Hoài Linh cũng không dám hó hé. Trót dành đồ ăn với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Trấn Thành nhận cái kết đắng từ Việt Hương. Tối 14 tháng 5, cư dân mạng hào hứng chia sẻ đoạn clip Trấn Thành bị Việt Hương mắng té tát vì dám dành đồ ăn với nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Trong clip tranh thủ giờ nghỉ giải lao khi ghi hình chương trình, Trấn Thành thoải mái ngồi ăn trái cây liên tục và không để ý xung quanh. Tuy nhiên, vị trí nam danh hài ngồi ngay trước mặt Việt Hương và liền bị cô nàng chất vấn. Việt Hương nhắc khéo Trấn Thành rằng thơm cùng những loại trái cây khác là được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mang lên trường quay cho cô ăn. Nhưng tại sao Trấn Thành lại ăn hết và không chừa một miếng nào? Không những vậy, Trấn Thành còn lầy lội vứt miếng khăn giấy chùi tay vào chiếc hộp không Việt Hương đang cầm trên tay, khiến nữ danh hài bức xúc. Đến khi vào hậu trường ăn cơm, Trấn Thành tỉnh bơ vừa ăn cơm vừa mời tất cả mọi người ăn, trong khi đồ ăn là do nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mang đến. Trấn Thành cho rằng một mình nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh không thể ăn hết tất cả, nên anh mời mọi người. Nhưng cứ hệ Trấn Thành mời cơm cả đoàn, Việt Hương lại la lên, đồ của anh Linh đó, rồi cầm tô cơm lên. Phí mặt Trấn Thành sắp to bằng tô cơm luôn rồi. Trấn Thành cũng không vừa khi chê Việt Hương xấu tính và cho biết vì sợ bỏ cơm thừa nên anh mới ăn giùm. Tuy nhiên, Việt Hương liên tục mắng Trấn Thành ham ăn và dành hết đồ ăn của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Đến khi chi dân xuất hiện, Trấn Thành và Việt Hương lại hù nhau ăn hiếp đàn em. Ăn uống xong hết, Trấn Thành tuyên bố anh nhất quyết không ăn thêm gì nữa. Nhưng ngay lúc đó, Việt Hương đưa sang một chén chè nước cốt dừa, thì nam danh hài liền đưa tay lấy và ăn ngay, khiến nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh phải than trời. Ăn cũng chừa đi chứ, em ăn gì ăn dữ vậy, khiến khán giả cười ngất. Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành bị Việt Hương mắng té tát vì miếng ăn như vậy, mà trước đó khán giả không ít lần cười chảy nước mắt khi Việt Hương mắng Trấn Thành như con đẻ. Bên cạnh đó, không chỉ riêng Trấn Thành xui xẻo bị đàn chị mắng mà nhóm MTV cũng từng khốn đốn vì bị Việt Hương mắng xối xả. Tuy nhiên, đây là những khoảnh khắc vui đùa của các nghệ sĩ giữa những giờ phút làm việc quay hình căng thẳng. Thông qua những hình ảnh này, các nghệ sĩ trở nên gần gũi hơn và liên tục khiến khán giả cười không ngớt. Thủy Tiên bất ngờ lộ vòng hai lùm xùm bất thường, nghi vấn mang thai lần hai. Nếu đây là sự thật thì chắc chắn cặp đôi này sẽ nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ phía khán giả. Mới đây, tại story từ Instagram của một tài khoản cá nhân đã đăng tải hình ảnh mình đi ăn tối cùng vợ chồng công vinh Thủy Tiên. Theo đó, chủ tài khoản này đã quay lại khoảnh khắc của cặp đôi và vô tình để lộ phần eo khác thường của giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Thủy Tiên công vinh ăn tối ở một không gian khá sang trọng. Với vòng hai bỗng dưng to bất thường thế này thì xuất hiện hàng loạt nghi vấn mang thai cũng là điều dễ hiểu. Thêm đó, hình ảnh rõ ràng cho thấy nhân vật trong bức ảnh phía trên chính là cặp đôi cũng được chủ nhân đăng lên Instagram.
Lần trước khi mang thai con gái đầu lòng, cặp đôi này đã giấu giếm khá kỹ càng, và nếu có mang thai lần hai thì có lẽ Thủy Tiên cũng sẽ không hé lộ bất cứ điều gì. Sau khi lập gia đình với Công Vinh, Thủy Tiên nhanh chóng mang thai và hạ sinh cho cụ tiền đạo nổi tiếng, một cô công chúa đáng yêu. Con gái của cặp đôi đã được 5 tuổi, tên thật là Lê Trần Diễm Quỳnh và ba mẹ hay gọi tên thân mật là bé bánh gạo. Đến nay, chẳng ai biết được khuôn mặt của bé, bởi lẽ nữ ca sĩ và ông xã quyết định bảo vệ con tránh xa khỏi những ồn ào trong giới showbiz. Dù thường chia sẻ các hoạt động cùng con gái, nhưng cả hai vợ chồng chỉ hé lộ ảnh phía đằng sau lưng. Trước đó, Công Vinh gây sự chú ý của mọi người khi đăng tải bức ảnh con gái đi học. Dù mới 5 tuổi, nhưng bé cao lớn hơn các bạn cùng trang lứa. Thủy Tiên cho hay, do con gái uống nhiều sữa và ăn nhiều phô mai nên phát triển chiều cao rất nhanh. Khi đi học, bánh gạo cũng cao lớn nhất lớp. Phạm Anh Khoa khóc và nói, tôi thực lòng xin lỗi Phạm Lịch và MB. Có mặt tại buổi họp báo lúc 16 giờ chiều 15 tháng 5, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa chính thức gửi lời xin lỗi đến vũ công Phạm Lịch Nga My và những cô gái liên quan đến vụ việc. Toàn bộ buổi xin lỗi của Phạm Anh Khoa với Phạm Lịch Nga My và MB, ca sĩ Phạm Anh Khoa chính thức gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch và những cô gái liên quan đến vụ việc trong suốt thời gian qua. Xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi vào lúc 16 giờ chiều tại buổi gặp gỡ báo chí, nam ca sĩ Phạm Anh Khoa liên tục thở dài, với đôi mắt rơm rớm nước và giọng nói nghẹn ngẹn. Phạm Anh Khoa cho biết, những ngày vừa qua tôi đã muốn giữ im lặng, nhưng trước giờ tôi thấy ngạc nhiên vì sự việc lại lớn hơn tôi từng nghĩ. Ngày hôm nay, tôi chính thức nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Đọc sách để ngủ nhưng nhận ra mình thể nào cũng không ngủ được. Tối hôm qua tôi đi một phòng về thì con gái không ở nhà. Vợ tôi đã cho con gái sang với ông bà để tránh ảnh hưởng. Của chuyện này, tôi nhớ con lắm, tôi thấy rất khó chịu, nam ca sĩ kể. Tôi tìm đến thói quen đọc sách như một thói quen cho dễ ngủ. Tôi đọc vài trang sách đầu tiên, một cuốn sách mới mua, chưa xem bao giờ. Tôi biết là mình không cần đọc tiếp nữa vì đằng nào cũng không thể ngủ. Có lẽ tôi đã quá cố chấp để nhìn nhận câu chuyện của chính mình. Và cũng có thể tất cả những người xung quanh tôi đã bảo vệ tôi một cách quá cảm tính, khiến tôi càng khó nhận ra những sai sót từ phía mình, Phạm Anh Khoa thừa nhận. Sai nhưng không rắp tâm hãm hại ai. Nếu được, tôi xin được dùng những lời nói chính thức ngày hôm nay để thay thế toàn bộ những gì xảy ra trong thời gian qua. Trước tiên, tôi xin được gửi lời xin lỗi đến Phạm Lịch vì làm mất niềm tin của cô ấy với nghề. Tất cả những hành động hay lời nói của tôi, dù cố ý hay không đều không quan trọng bằng hậu quả nghiêm trọng gây ra đối với niềm tin với nghề cũng như cảm xúc của cô ấy, nam rocker thú nhận. Tôi nghiêm túc mong rằng Phạm Lịch có thể giải tỏa được một phần ức chế của mình và có lại niềm tin trong công việc với làm nghề. Xin lỗi Nga My MB vì sự quấy rầy từ phía tôi. Tôi không phủ nhận mình sai trong những việc quá khứ, nhưng khẳng định là mình không chủ đích rắp tâm hãm hại bất kỳ ai. Xuất phát từ việc tôi không nhận ra đâu là cái sai của mình, chắc chắn tôi đã gây ra hàng loạt sự hiểu lầm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến Nga My cũng như MB. Chính thức ngày hôm nay tôi gửi lời xin lỗi đến hai bạn vì những sự quấy rầy từ phía tôi. Tôi mong họ sau một thời gian khá dài sẽ bớt đi những thiệt hại và lấy lại niềm tin vào những đồng nghiệp nam khác. Khoa cam kết mình sẽ không lặp lại sai lầm và không gây nên bất cứ tổn hại nào cho các bạn nữ, nam ca sĩ khẳng định. Đồng thời Phạm Anh Khoa cũng nhấn mạnh, mong mọi người ngừng tấn công bằng bàn phím Phạm Lịch Nga My và MB. Tất cả là lỗi từ phía tôi khi mọi người cho rằng họ chỉ làm vậy như một cái cớ để nổi tiếng. Đó là một phát biểu hoàn toàn sai. Nam ca sĩ cũng nói lời xin lỗi báo chí vì chưa có một cuộc tiếp xúc hay một lời nói trực tiếp nào. Ekip của tôi cũng khá trẻ và họ cũng chỉ xuất phát từ một mục đích theo lệ thường là bảo vệ tôi. Họ hoạt động trên một động cơ duy nhất là niềm tin vào âm nhạc nói chung và tình yêu âm nhạc của riêng tôi. Vì vậy khó tránh khỏi những hậu quả xấu trong thời gian qua. Nhưng trên tất cả vẫn cần trao đổi xử lý thông tin và giải quyết mọi chuyện, nên tôi có mặt ở đây để đối diện mọi thứ. Với tư cách người đứng đầu ekip, Phạm Anh Khoa giải thích. Lời xin lỗi sau đó của Khoa là với chị Vương Anh và Trung Tâm. Chị Vương Anh là người hết lòng với sứ mạng của Trung Tâm. Giữa Khoa với chị Vương Anh không hề có sự nâng đỡ và bảo vệ. Những áp lực trong thời gian vừa rồi có thể khiến chị Vương Anh nôn nóng. Phạm Anh Khoa phân trần về cuộc talk show với Trung Tâm gây tranh cãi. Mong rằng không vì Khoa mà dư luận mất đi sự tin tưởng với Trung Tâm. Tôi tin rằng sau sự việc này, Trung Tâm sẽ tiếp tục với sứ mệnh để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em Việt Nam, Phạm Anh Khoa kêu gọi. Rút lại phát ngôn trong showbiz vỗ mông cũng là lời chào. Lời xin lỗi tiếp theo của Phạm Anh Khoa là dành cho các nhãn hàng, sự kiện có liên quan đến Khoa.
Trong suốt thời gian qua, họ đã vì Khoa mà bị ảnh hưởng. Lời cuối cùng, Phạm Anh Khoa xin rút lại toàn bộ những lời phát ngôn đã có về showbiz, câu vỗ mông cũng như lời chào hỏi. Những phát ngôn dù có cắt xén thì sai vẫn là sai, Phạm Anh Khoa nhấn mạnh. Phần cuối của cuộc gặp gỡ báo chí, Phạm Anh Khoa gửi lời xin lỗi đến vợ và gia đình. Xin lỗi vợ, anh xin lỗi đã để em ở tình huống này, khiến các con tổn thương. Khoa cam kết mình sẽ không lặp lại những sai lầm và không gây nên bất kỳ sai lầm tổn hại nào đến các bạn nữ nữa, Phạm Anh Khoa cam kết. Sau đó, nam ca sĩ đứng dậy và ra về, không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của báo chí. Sau cuộc trò chuyện đăng tải ngày 12 tháng 5 với tổ chức phi chính phủ, Phạm Anh Khoa vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ dư luận và giới nghệ sĩ. Nam ca sĩ lần lượt bị Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc chấm dứt hợp tác. Phi chính phủ cũng phải công khai xin lỗi. Chương trình Drop Show, Drop and Share loại khỏi danh sách biểu diễn. Chương trình Trời Sinh Một Cặp rút bỏ hình ảnh. Trước những diễn biến này, Phạm Anh Khoa tổ chức cuộc gặp gỡ báo chí vào 15:30 chiều 15 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh để một lần nữa đối diện dư luận về vụ việc.